Quý vị thân mến, Giáng sinh là điểm hẹn tình yêu, nơi quy tụ tình yêu. Khắp mọi vùng quê và trên khắp thị thành, người ta chào đón Chúa đến để cứu độ trần gian. Giờ đây, ca sĩ Thanh Tâm sẽ giúp tái hiện khung cảnh rực rỡ ấy với nhạc phẩm Giáng sinh quê em. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.